Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Lan không đi ra ngoài được nữa rồi, bởi vì tất cả mọi người đều phải ở trong nhà. Ngày hôm nay là Lan sẽ ở nhà. Và ngày hôm nay Lan sẽ làm một cái món mà Lan rất thích, mọi ngày vẫn phải mua nhưng mà bây giờ không đi ra đường, không mua được, thì Lan sẽ tự làm. Và Lan sẽ review cái quá trình Lan làm một cái loại bánh rất là ngon cho mọi người xem. Đó chính là bánh flan. Nguyên liệu Lan làm thì gồm có này: trứng gà lúc nãy Lan đã phải đập sẵn ra rồi, Lan làm ít thôi. Đây, 5 cái trái trứng gà đây Lan đã đập sẵn ra, vỏ vẫn còn để đây, trứng gà tươi hôm trước Lan mua đấy, Lan đập sẵn rồi. Và nguyên liệu tiếp theo đó là sữa tươi. Sữa tươi này á, là dùng sữa tươi có đường cả nhà nhá. Sữa tươi. Và bây giờ tiếp tục nguyên liệu tiếp theo là cần phải có cái caramel. Cái này là Lan thắng bằng đường, nhưng mà thắng caramel rất là khó. Thắng làm sao mà nó phải đúng màu hổ phách như thế này, để cho nó vừa đủ thơm nhưng mà nó không bị đắng. Nhưng mà nếu như bánh flan mà không có caramel thì không ngon. Mà ngon hay không là quyết định bởi cái mùi thơm của cái caramel này. Và hôm nay Lan đã trưng sẵn rồi, vì trưng cái này rất khó, phải canh giờ. Rồi bây giờ Lan bắt đầu tiến hành này. Lan đổ sữa vào trứng. Hôm nay ở nhà trổ tài đổ sữa vào trứng này. Sau đó Lan phải đánh Lan đánh trứng lẫn với sữa tươi. Nhưng mà sữa này là sữa có đường nhé, để cho tí nữa cái bánh flan nó ngọt nó mới thơm ngon. Đấy. Đánh lên. Ngon lắm. Cái bánh này nếu như trẻ con ăn thì rất là ngon, cho nên ở nhà ấy, các mẹ cũng ít đi ra ngoài mà ở nhiều thời gian thì chúng ta sẽ tự làm lấy, vừa vui vừa tạo cái không khí cho gia đình mà lại vừa có cái để cho chúng ta ăn. Cái này mà cứ tráng miệng sau mỗi bữa ăn thì cũng rất là ngon. Mỗi lần Lan đi ra siêu thị thì Lan cũng hay mua, nhưng mà hôm nay sẽ quyết định là ở nhà sẽ tập làm. Nhưng cái công đoạn này mới là cái công đoạn quan trọng để cho cái bánh flan nó ngon này, đó là phải lọc. Đây, bây giờ ấy là sẽ phải lọc đây mọi người này. Lan đã chuẩn bị cái lọc sẵn rồi, đổ vào đây đấy, đổ sữa vào đây, đổ trứng vào đây, sau đó là Lan phải lọc nó mới mịn. Cái công đoạn này là cái công đoạn quyết định cái bánh flan của mình nó có mịn hay không, vì những cái lòng trắng trứng này nó có cái dai dai này, nếu mà mình không lọc ra ấy, thì cái bánh flan của mình nó sẽ không mịn, nên là Lan bắt đầu Lan phải lọc. Đấy. Không sao, tự quay tự làm. Cả nhà nhớ lọc kỹ, nếu mà có cái lọc to, cái mắt nó to hơn ấy, thì nó sẽ nhanh hơn. Đấy. Lọc trứng quan trọng lắm, nó sẽ giúp cho cái bánh flan của mình nó sẽ mịn. Đây này, nó có những cái lòng trắng trứng nó dai dai này. Và mình sẽ lọc hết ra. Lan sẽ lấy cái bát đổ cái lòng trắng dai dai mà Lan đã lọc ra.
Đây mọi người nhìn này. Đấy, lan đổ và lan lọc tiếp. Cầu kỳ không? Mọi người thấy làm bánh flan có cầu kỳ không? Lan học được đấy. Rồi. Như vậy là cái nguyên liệu chính là trứng, trứng gà và sữa đánh lộn vào với nhau đã gần xong. Đây Lan tiết kiệm, Lan tiết kiệm Lan lại đổ vào đổ vào lọc tiếp. Đấy. Thôi còn cái chỗ này là nó không thể xuống được nữa rồi, thì bắt đầu Lan bỏ ra. Và bây giờ tiếp tục đánh này. Đánh cho đều cả trứng cả sữa, cho nó thành một cái hỗn hợp tơi lên. Nhưng mà cũng đánh ít thôi, bởi vì nếu mà mình đánh nhiều ấy thì cái trứng gà này tí nữa mình chỉ đảo lên cho nó đều thôi, bởi vì nếu mà mình đánh tơi quá ấy, tí nó sẽ bị xốp, nó không mịn. Nó không mịn, nó đều nhưng mà nó đừng có bị xốp, bởi vì cái trứng gà mình đánh nhiều nó sẽ bị bông lên. Rồi, công việc tiếp theo là Lan sẽ phải cho Lan sẽ phải cho bánh cho đường caramel. Đây, Lan chuẩn bị 4 cái khay tận dụng những cái có ở nhà nhé, ở nhà ơi đừng có cười nhé. Đây, Lan sẽ cho caramel vào trước. Này, cho caramel vào trước. Đấy. Là tận dụng đồ nghề có ở nhà, không chuyên nghiệp. Và bây giờ bắt đầu múc trứng đổ vào từng khay. Đây là bắt đầu này, múc trứng đổ nhẹ nhàng để cho cái caramel nó nằm ở bên dưới. Sau đó tí nữa là Lan sẽ cho vào nồi Lan hấp. Đầu múc trứng đổ vào, đổ nhẹ thôi để cho cái đường caramel nó nằm ở phía dưới. Nếu mà đổ mạnh tay quá là nó sẽ lẫn vào với nhau, thì tí nữa là nó sẽ trộn lẫn. Cái khi lúc mà mình hấp chín rồi ấy thì cái đường caramel nó chỉ nằm ở dưới đáy của cái bánh flan thôi, ngon lắm cả nhà ơi, ngon xuất sắc. Đây. Tí nữa Lan hấp chín rồi, mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Này ở nhà, tự phục vụ mình, tự làm. Các mẹ ở nhà sẽ làm cho con cái ăn trong cái thời kỳ mà không đi chơi đâu được ấy, thì các con nó sẽ vui lắm, nhất là các bà mẹ trẻ. Đây. Còn lại Lan đổ vào cái bát này. Đấy. Như vậy là Lan xong được 5 cái chén. Bây giờ Lan bắt đầu cho vào hấp.
Đây, Lan có cái nồi hấp đây này, cả nhà nhìn này, Lan có cái nồi hấp sẵn đây này. Đấy, bây giờ Lan bật bếp này. Lúc nãy Lan đã đun sẵn trước một tí rồi. Đây. Rồi. Cho vào hấp. Bình thường Lan luộc trứng thì Lan luộc chừng 7 phút. Còn bây giờ thì sẽ Lan sẽ hấp chừng thế à? Khó cho vào ra phết đấy. Bây giờ sẽ làm thế này, cho cái đĩa này vào đây, không được, nó sẽ phải hấp làm hai lần, một, đây, khó ra phết, nhưng mà sẽ làm được. Rồi. Đây, Lan đã cho được vào rồi. Ba cái Lan cho ở dưới, xong Lan chồng cái đĩa lên, sau đó là Lan úp, và bây giờ thì Lan sẽ hấp trong vòng 10 phút. Cả nhà tí nữa thử xem sản phẩm Lan làm ra nhá. Xong bước 1 và cũng toát mồ hôi ra đấy cả nhà. Rồi, bây giờ là sẽ chờ cho bánh chín. Chờ cho bánh chín thì bây giờ là Lan sẽ cho ngâm bát, ngâm đũa vào đây. Anh ơi, nấu canh bây giờ chưa? Tí nữa à? Để em làm bánh xong nhé. Đây. Công đoạn tiếp theo là dọn cái bãi chiến trường. Rồi, Lan sẽ cho hết ra đây. Thì tí nữa là Lan sẽ rửa. Đây. Vỏ trứng thì đổ vào đây, tí đi đổ rác. Rồi. Cả nhà ơi. Này, Lan mở ra cho bà xem. Đã bắt đầu là đông rồi, chỉ một tí nữa là chín thôi. Nào, trong lúc chờ đợi chúng ta ra ngồi tâm sự với nhau một tí. Lại ra cái chỗ Lan ngồi làm việc nhá. Ôi, nóng quá. Toát mồ hôi ra đấy cả nhà. Hôm qua thì Lan có đi xuống dưới siêu thị. Thực chất ra là cũng có vài cái món cần mua. Một là Lan phải mua cái thuốc nhỏ mắt, cái thuốc vitamin cho mắt nó khỏi bị mỏi. Và cái thứ hai là mua thêm khẩu trang. Và cái thứ ba nữa là đi mua trái cây. Sau đó là phải về ngay, nhưng mà về đến nhà là phải rửa tay và xịt cồn luôn. Nhưng hôm nay thì các em nó bảo chị ơi chị đừng đi ra ngoài đường nữa, bây giờ là đang rất là nguy hiểm rồi, thì hôm nay không đi nữa. Thế thì đầu tiên là Lan xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã ủng hộ Lan trong cái thời gian vừa rồi, và tiếp sau nữa thì Lan cũng mong tất cả anh chị em hãy ủng hộ Lan những cái clip mà Lan làm tiếp theo. Mặc dù trong cái hoàn cảnh là chưa có đầy đủ về trang thiết bị và chưa được đi nhiều, thế nhưng mà với một cái niềm đam mê và với một cái sự thích thú, và đặc biệt là
khi mà được chuyện trò, khi mà được giao lưu cùng với tất cả anh chị em đã ủng hộ cho Lan, thì Lan thấy là cuộc sống trong những cái ngày mà tránh dịch bệnh nó cũng đỡ tẻ nhạt, cho nên Lan rất cảm ơn vô cùng. Rồi bây giờ có thể là cái bánh flan của Lan đã gần xong rồi đấy, bắt đầu chúng ta ra kiểm tra. Muốn kiểm tra bánh chín hay không ấy thì là Lan sẽ lấy cái đũa Lan cắm vào trong cái bánh, nếu mà nó không còn chảy cái nước trứng ra nữa thì tức là nó đã chín, nhưng mà chưa chín đâu. Bây giờ là cho thêm khoảng 3 phút nữa đấy, khoảng 3 phút nữa thì trong vòng 3 phút chín thì Lan rửa bát nhé cả nhà chờ Lan rửa cái đống chén đĩa này xong rồi là Lan sẽ bỏ bánh ra để cả nhà cùng thưởng thức Lan nhá. Đây Lan rửa cái chén đây. Cũng vui cả nhà, cái món bánh flan này rất là ngon, người già ăn cũng tốt, thanh niên ăn cũng tốt, mà trẻ em ăn thì lại càng tốt. Cho nên là nếu như hôm nay ai xem được cái clip này của Lan thì mua trứng gà và mua sữa về, sau đó là làm bánh flan cho những người thân yêu trong gia đình của mình ăn nhé. Mình làm lấy thì vừa nguyên chất này, vừa ngon này, và đỡ phải đi ra đường. Trong lúc chờ bánh chín thì Lan rửa cái đống dụng cụ đồ nghề lúc nãy làm. Rồi đấy. Nếu mà mình để sát quá ấy, thì nó lại không ngon, nó chỉ vừa chín tới thôi. Trứng gà mà để sát quá sẽ không ngon đấy. Lúc nãy Lan chưa chiên trưng cái đường caramel bằng cái chảo huyền thoại này đấy. Rồi bây giờ bắt đầu kiểm tra xem bánh chín chưa nhá. Lan sẽ kiểm tra bằng cách là Lan lấy cái đũa, Lan thử. Ôi chưa chín cả nhà, chưa chín vẫn còn đang chảy nước, chưa chín. Bây giờ trong lúc chờ bánh chín thì chúng ta dừng lại một chút. Lan tạm dừng cái clip này ở đây. Tí nữa bánh chín Lan sẽ làm tiếp một cái clip nữa để Lan show ra cho mọi người thấy nhé. Bây giờ thì Lan chuẩn bị rửa rau để chuẩn bị nấu cơm trưa, cho nên là tạm dừng cái bước 1 làm bánh flan ở đây. Tí nữa chúng ta lại xem tiếp phần 2. Xin chào cả nhà. Cả nhà nếu yêu quý và ủng hộ Lan thì hãy đăng ký kênh và like giúp cho Lan, để cho Lan có cái động lực tiếp tục theo đuổi cái đam mê của mình, đó là lập một kênh YouTube. Xin chào cả nhà.